Phật dạy, giàu, nghèo đều là quả báo thiện, ác kiếp trước của mỗi người chiêu cảm tạo thành. Kính thưa quý vị, đều mang thân phận con người, nhưng tại sao con người thì giàu có, còn con người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có? Thế nào mới gọi đúng nghĩa? Phật giáo nhìn nhận vấn đề giàu nghèo như thế nào? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn mặc sung sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miệng ăn đủ no cho cả nhà. Nhưng tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân ở đâu? Theo quan điểm của Phật giáo, đều là do quả báo thiện ác kiếp trước của cá nhân mỗi người chiêu cảm tạo ra. Luận về sự giàu nghèo, người có tiền mặc dù cơm no áo ấm, không thiếu thứ gì, nhưng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc hàng ngày, cả ngày lẫn đêm không sao được an ổn. Người không có tiền mặc dù mỗi ngày chật vật nhưng vẫn sống một cách nhẹ nhõm, an nhiên tự tại. Điều này gọi là nhân cùng chí bất cùng, tức người tuy nghèo nhưng chí không nghèo. Cũng có nghĩa là hạnh phúc niềm vui của đời người giữa nghèo và giàu vốn dĩ không tạo nên điều kiện tuyệt đối. Quan điểm của Phật giáo về vấn đề giàu nghèo cho rằng nghèo và giàu vốn không có khoảng cách gì đối với danh dự của một nhân cách. Có người mặc dù chỉ cơm canh đạm bạc nhưng không thể nào chôn vùi niềm vui bên trong của họ. Có người giàu có một phương nhưng vẫn cứ ưu sầu, phiền muộn. Nói sâu một chút, rằng nếu trong tâm sẵn có tam thiên, đại thiên thế giới, vậy thì dù cho thân nghèo khổ, không có mảnh đất cắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy đầy đủ, sung túc. Cuộc sống của Đức Phật có thể được coi là một minh chứng sống động và chuẩn xác nhất. Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, Ngài đều mặc một bộ áo phấn tảo, vẫn cảm thấy thong dong tự tại. Khoác lên mình chiếc áo vàng bạc quý báu cũng chẳng cảm thấy sự kiêu hãnh nào. Đã có thể cơm rau dưa muối thì cũng có thể món ngon vật lạ, có thể ăn gió nằm xương thì cũng có thể an trú nơi lầu hồng gác tía, có thể một mình ở sơn lâm thì cũng có thể sống chung cùng đệ tử tứ chúng. Đủ thấy trái tim của Đức Phật đối với giàu sang nghèo hèn, khốn cùng hanh thông, hưng suy thành bại, đẹp xấu thiện ác vốn không vương vấn bận lòng, cũng không theo đuổi dục trần của thế gian, chỉ là tùy duyên thích ứng với hoàn cảnh môi trường. Đây chính là sự giàu có lớn lao nhất của Đức Phật. Lời Phật dạy để thoát nghèo khổ. Chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Nguyên tắc thứ nhất, không bao giờ mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt, đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khao khát được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người, giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không tới, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai, phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ra vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền tiến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi vênh mặt lên coi thường tất cả. Cái ra vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba, biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu có thể chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua.
Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vươn lên. Nguyên tắc thứ tư, dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ và giúp đỡ người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng. Họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo tới mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. Giàu không kết bạn, hoạn nạn chớ tìm người thân, càng ngẫm càng thấy đúng. Quý vị thân mến, con người ta sống một đời người, ai cũng chỉ có một lần. Số phận định sẵn, mỗi chuyện trải qua đều không thể lấy lại. Chúng ta chỉ có cách bước tiếp về phía trước. Trong đời người, những chuyện không như mong muốn là điều không thể tránh khỏi. Dù biết tai họa khó tránh, thế nhưng cũng có những điều chúng ta có thể học được người đi trước để tránh mắc phải sai lầm. Những người lớn tuổi đã trải qua và chứng kiến nhiều câu chuyện, do vậy kinh nghiệm sống của họ là bài học quý giá để chúng ta chiêm nghiệm. Không những vậy, có những đạo lý đã được đúc rút và lưu truyền ngàn đời này, phần lớn được gửi gắm trong những câu thành ngữ, tục ngữ cổ. Nhiều câu trong số đó tới nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Người Trung Quốc có câu: đừng thăm họ hàng khi nghèo, chớ kết bạn khi giàu. Nguồn gốc của nó xuất phát từ câu chuyện của Tô Tần, một thất gia nổi tiếng thời Chiến Quốc. Chuyện kể rằng khi Tô Tần còn trẻ, đã theo chân Quỷ Cốc Tử học hành và lĩnh hội được tri thức của Tung Hoành Gia, tức là học phái trong Cửu Lưu Thập Gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc. Sau khi trở về nhà, Tô Tần đã nói với bố mẹ và anh chị rằng hiện tại bản thân có thể dùng ngôn ngữ, khả năng ngoại giao của mình để làm việc lớn và trước tiên cần một khoản tiền vốn để bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ của Tô Tần hiểu rõ ông có tham vọng lớn từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, anh trai và chị dâu cũng hết lòng ủng hộ và tin tưởng Tô Tần có thể vinh quang trở về. Bởi vậy cả gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm ra để hỗ trợ cho ông. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Tô Tần càng thêm phần tự tin. Ông bắt đầu mua sắm những bộ trang phục đắt tiền, mua một chiếc xe ngựa và thuê một người đánh xe để bắt đầu công việc của mình. Những tưởng khả năng của mình sẽ được quân vương trọng dụng. Tô Tần không làm tể tướng nhưng cũng phải vào hàng quan nhất phẩm. Nhưng sự thật thường ngược với những gì mong đợi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ, quân vương căn bản không hề thích những gì mà Tô Tần thể hiện. Kết quả là ngay một chức quan nhỏ ông cũng không có được mà còn bị đuổi khỏi kinh thành. Sau một thời gian lang bạt, tiền không còn, mùa đông lại tới gần, không còn cách nào khác, Tô Tần phải quay về nhà. Sau khi trở về quê hương với bàn tay trắng, Tô Tần bị bạn bè cười nhạo, gia đình phớt lờ, thậm chí người chị dâu trước kia luôn niềm nở thì nay thái độ vô cùng khó chịu với Tô Tần, mắng ông vô dụng, chỉ chờ ngồi ăn miễn phí. Hiện thực trước mắt khiến Tô Tần vừa đau khổ vừa tức giận. Ông cố gắng vực dậy bản thân, trở nên mạnh mẽ, tu luyện lại những học thuyết đã từng được dạy. Cuối cùng, sau vài năm nỗ lực, ông đã gặt hái được thành công là trở thành vị tướng có sức mạnh đáng nể của lục quốc.